Tới công chuyện, hôm nay cô lợm đẹp trai đi hỏi vợ. Phải nói là idol này cái miệng dẻo quá dẻo luôn. Mới gặp con gái người ta mà cứ nhai liên phiên. Vậy mà cô nào cũng thích hết. Thì câu chuyện như thế nào, xin mời bà con cùng theo dõi. Đi lâu vậy? Là giống Nhật Bản. Trời ơi. Hôm nay cái tướng luôn. Đâu có đồ đẹp vậy? Dạ mua. Mua hả? Bữa đó thì mua có điện thoại Samsung cho chợ tặng cho có áo. Ồ, điện thoại. Trời ơi, mua điện thoại tao không, điện thoại Samsung có 2.7 triệu à. Cái áo là không lấy tiền, chặn luôn. Ồ, ghê, ghê. Người ta nói vừa cái mà là khuyến mãi. Rồi đi kiếm ai ở đây? Gì, gì, gì? Bụt. Đâu, người nào mạnh bằng đồ gì, không dám ngồi đây. Dạ, dạ, dạ. Tính chân nào xuống vậy? Đó, ở chỗ nào? Anh tới cái mặt đất. Rồi anh thương em làm gì anh nuôi em? Dạ, anh bán đi số cương thiết. Bán đi số cương thiết ngày anh bán được mấy trăm? À, 200 giá. 200 giá anh bán bao nhiêu giờ, mấy giờ anh mới về? Con bán gần cái xăng rồi, không có gì xa hết trơn. Con bán gần cái xăng rồi. Bán gần cái xăng, ừ. Bán gần cái xăng thân mình đó. Giới thiệu người yêu mình hay gì lận? Người yêu hả vậy? Hay là mới quen? Không. Mới quen. Tên gì? Tên là Ngọc Châu hả? Dạ. Châu hả? Châu hả? Châu hả? Châu hả? Châu hả? Rốt cuộc là tên gì? Hỏi này tên gì nè? Mà tên hỏi Mương không? Phải không? Em tên Như. Trời ơi, Như có hai tên chứ. Kỳ vậy? Quen nhỏ khác tên Thảo Nguyên á. Quen nha, quen đâu? Quen trên Facebook hả? Quen đâu? Quen ở đâu mà không nhớ tên? Chơi từ đâu á? Zalo. Lộn này nó hay thiệt ơi. Nhớ Thảo Nguyên nào trời. Trời ơi, Thảo Nguyên khác rồi. Không được nghe. Nhiều quá, nhiều mối ha. Không nhận đâu mà nó quen quá trời, lộn này nó đa tài luôn đó. Dạ. Dạ trời em đậu ba lắm, em có vợ. Anh quen hay anh em đó đó. Hả? Anh quen hay anh em. Anh quen anh em mà hồi chưa là anh còn hà, bây giờ anh hết hà rồi. Ừ, bây giờ hết hà rồi. Dạ. Không, bây giờ hết đắp rồi, hồi chưa đắp lắm, bây giờ chuẩn trả lại, chuẩn thành vô. Dạ quá. Đúng rồi, là thấy chuẩn thành rồi đó. Đúng anh rồi. Anh dạ về gọi là anh đừng bán cái số nữa. Đi làm chuyện khác đi. Làm gì? Tính làm chuyện gì đi? Thì anh tính đi chứ anh hỏi em tôi biết được. Thôi bây giờ anh tính làm thực phẩm chai luôn. Cái gì? Thực phẩm chai. Thực phẩm chai hả? Làm cho bà Dũng. Tôi làm trắng đi về à. Làm ngày đừng nheo tiền. 200 triệu. Bây giờ anh làm cái này nè. Anh làm cái này đi. Bây giờ anh làm cái. Làm gì? Làm gì? Anh làm cái này là bây giờ em đi làm luôn. Em làm chung. Làm gì? Em kêu tàu hủ, anh thì có đẩy cái phòng tàu hủ qua. Vậy à? Em thì là tàu hủ, còn em với lại em lợp, còn anh thì kêu để đi giao. Cứ vợ về đi bán tàu hủ á. Đúng rồi. Máy thủ là cái nghề chính đúng không? Dạ đúng rồi. Máy cái còn máy giấy số là cái nghề bình thường đúng không? Cái nghề phụ không không? Không, máy giấy số nó nghề lắm, còn tàu hủ nặng lắm. Anh cũng yếu lắm. Nhưng nữa cứ vợ về cho vợ làm gì làm? Dạ biết. Rồi tính ơi, cho làm gì nè? Không, bây giờ em đi làm tàu hủ đi. Làm tàu hủ ở đâu vậy? Bây giờ em muốn em biết không? Bây giờ để bây giờ em cứ qua nhà anh giới thiệu cho làm. Nhà anh ở đâu? Em có biết nhà anh ở đâu đâu mà em đi kiếm anh vậy? Ở bên Phú Tăng á. Phú Tăng ở khúc nào? Người có chăng thật hơn chó Hồng Lâm đó. Rồi, để bữa nào anh qua bà anh em kiếm anh nha. Ok. Vậy ra mắt mẹ luôn. Ra mắt mẹ luôn á. Được chịu không? Hỏi em chịu không được. Dạ chịu. Ơi, em nghe. Lần đầu tiên gặp lộn chịu rồi. Làm hỏi kỹ lại lần, hỏi như kỹ ra coi. Hỏi em chịu anh không, hỏi coi. Em chịu không? Dạ chịu. Ồ. Vô rồi. Vô rồi. Rồi cứ vợ nữa cho vợ gì lắm. Cho cây hai. Cái gì? Cây hai quả. Cây hai quả vậy? Bây giờ chuẩn bị được cái củ hồi môn gì cho vợ chưa? Kể nghe coi. Chưa cho vợ gì chưa. Mắc cỡ kìa. Này mặc đồ như đi hối vợ trời. Anh mua đồ nấy đâu hả? Mua đâu rồi lắm. Cái không thửa đồ là anh mua ở ngoài chợ. Bữa nào qua mua giùm em bộ nha. Hai đứa mặc hai bộ luôn. Ăn cặp mấy triệu mấy trời. Đó. Ok. Em à. Nhưng mà phải nhờ ông đầu vàng giống em nha. Không like luôn nha. Không, bây giờ anh ngỡ đầu hồng rồi. Đầu hồng. Giống cái cỡ đồng già đó. Giống cái chỗ đồng già. Ông ơi, anh hỏi nè. Mà em có ba có ngoại rồi mà em đâu?
Mẹ em đi làm ở Bình Dương á. Mẹ em đi làm. Ờ ừ. Trách mẹ em gì không? Dạ không. Sao không về? Mẹ em không có về, không có xe về. Trời trời. Để đựng mẹ em đi. Nó bây giờ nói với mẹ rồi nè, nó bây giờ khuyên cô lậm. Mẹ kiểu không, mượn mẹ kiểu thì mẹ về đây. Dạ, giờ này mẹ em đi làm không? Chịu thì sắp vô. Chứ hiện tại giờ tao sắp ra nè, chừng nào có dư phải sắp vô coi. Có gì phải tính rồi. Mới có quen mà. Mới quen được mấy ngày ta. Mới quen hả? Mới quen tao rồi nhắn tin nhau không nguyên, nhỏ nào em tin Như mà em đâu phải tin không nguyên đâu. Nhắn lộn người á. Nó tới hai tên người ta là cái gì? Châu nữa. Trong danh sách của nó rất nhiều bạn gái lắm trời. Rồi Ngọc Châu là Ngọc nào á, ai nữa? Không biết. Không Ngọc Châu có mặt lạ lắm. Ngọc Châu là lại tám nữa, còn em là tên Như là đúng rồi đó. Phải không? Phải. Nó gà tới ba cái tên lận nó trúng. Hay quá lộn ơi. Nhớ cho kỹ nghe trời, nhắn tin. Em ăn cơm rồi. Em ăn cơm giờ phải không? Dạ. Bước lại là anh dẫn em cùng đi uống trà sữa. Trà sữa? Ừ. Trà sữa dữ vậy. Cứ mới quên mà. Cái dàn này có bán không? Cái dàn này có bán không? Chú xíu dẫn đi luôn. Ừ. Dẫn đi uống trà sữa luôn. Uống trà sữa ai trả tiền? Ai trả tiền? Trà sữa ai trả tiền? Anh trả. Anh trả hết được không? Hả? Em muốn nghèo lắm á. Em ăn nghèo lắm á. Em ăn nghèo lắm á. Thì em trả đi cái gì đâu. Gì vậy? Đi có kỳ á, rồi dẫn con gái đi xong trả tiền. Kỳ vậy? Dẫn con gái phải bao con gái chứ. Em có quyền em suy nghĩ lại được không? Được. Em suy nghĩ lại nha. Mình uống trà sữa với con gái trả tiền. Hai đứa này xứng nha. Anh dẫn con đi uống là anh trả. Đâu rồi. Bất cứ điều gì thì lắm. Em ăn thoải mái em trả cho. Vậy được. Được, im, vậy mới đúng đó. Đàn ông là mình tỏ ra lăng rồi. Đúng rồi. Có tàu có duyên lắm. Em giờ thèm trà sữa rồi, giờ em thèm cua với thèm tôm. Cua hay đất ca hay sao? Sáng bán mười mấy tờ số đó chơi luôn. Em thèm tôm. Ông mấy tờ số em chơi không? Chơi luôn. Chơi không? Em nó nói đang thèm tôm hùm kìa. Cảm gì? Tôm hùm á. Tôm hùm của bằng đế của bằng đế. Được không? Lo nổi không? Lo nổi không? Nổi. Mà phải mua liền nha, một chút nó phải mua nha. Ok luôn, hay nha. Có gì đâu. Trời đất trời. Nghe làm ghê chưa? Nó biết quá xa luôn á, giữ cái trời. Bỏ vậy thôi sao mà ghệ không nhiều. Lộn này hay quá. Anh ơi, chứ mà là em xuống là em đi. Anh bây giờ em xuống là em ngủ với anh là bắt đầu em dẫn đi chơi. Dạ rồi. Không. Đi xuống là em dẫn đi chơi tối ngày luôn. Đi chơi tối ngày luôn, khỏi về nhà luôn. Trời. Đi cầm đồ ký số đi chơi tối ngày đúng hả? Bắt đi chơi trước. Bắt chơi tiếp à. Bắt đầu tới đó. Thì chứ sao anh nói đi chơi tối ngày luôn, khỏi bán ký số mà. Dạ hả? Đúng rồi, mới nói mới thị luôn. Ai cũng nghe chân ở đây, ai cũng nghe. Bả không có trời. Trời. Ê, từ đó giờ có hầm chửi dâu chưa em? Có khách uống chửi dâu không? Em không thích uống chửi dâu, em thích uống trà sữa không à. Trà sữa? Vậy tới là anh với em ăn được cay rồi, ăn được cay. Không, nhưng mà sữa sắp kỳ vậy? Thèm liền trà nữa. Uống sữa kêu đăng mày cay. Đi xa dữ vậy, mất kêu uống trà sữa vậy thì mày cay luôn rồi. Đủ. Thấy Quỳnh Như sao à? Lộn. Thấy người là dễ thương quá. Bây giờ nè, thấy Quỳnh Như sao? Đẹp hơn mấy đứa kia nhiều lắm vậy? Thật thà dũng cảm hả? Dạ. Trời ơi. Thấy làm tuyệt vời lắm. Có đồng tiền kìa, hai đồng tiền luôn kìa. Vô em cười cái coi. Nếu mà anh mà có đi về dưới lại có thể buồn lắm. Bây giờ em đưa hơn đi dưới luôn. Dạ. Không có làm buồn lắm. Không có anh này cũng buồn lắm, anh ở đây đi nha. Anh ở đây luôn. Đấy. Sao được không? Anh ở đây là giờ tối em cho anh ngủ đâu. Cho anh ngủ đó, nhà quá trời luôn. Cho anh nhà ngủ đâu mà lo gì. Vô mất anh ngủ với ba em được không? Ngủ với bà vợ. Anh ngủ với ba em là chịu lắm. Ngủ với vợ luôn hả? Không coi. Hay quá. Có anh đó nha. Ủa hay quá hay. Đó. Miệng có duyên đó. Hát câu dùng cổ coi. Hát câu dùng cổ hả? Tặng hiệu coi. Tặng em coi. Vô. Có cái bật cổ là bà là bà cao cỏ hả? Ơi dàm cổ đông, ơi hỏi dòng sông, tiếng canh đưa biến dặn đổi khai dòng
rồi bám rồi mai rồi mẫn cầm lăng dẫn đi đời danh trong thềm tranh thống dành cứ đời dành trong càng tranh thống. Hay quá, lên trong cổ nè. Giờ bên đây ca coi. Giờ bên đây đó giao lưu đại ca. Trên dòng trong dầm cơ. Dầm đâu trời? Dầm đâu vậy? Dầm qua nhân vật bên đó người ta ca. Ê. Vô. Vô. Quá hay. Quá hay. Vỗ tay luôn nè. Trong nước tranh trong ánh trăng thầm. Mấy người năm? Sao nữa? Mấy người năm trời. Thánh vẫn còn. Ở vẫn lâu nay. Mấy mươi năm xong cùng ta ra trận. Hết thuộc rồi. Chúng tôi lương áo đã 6 năm rồi. Qua chợ mới luôn rồi. Liên khúc rồi. Cha thì giặt đầu. Còn bà ngoại mới lên ngoại. Chạy nghe. Thằng Tâm có cánh nó cọc cằn. Ừ. Chợ chỗ này biểu có ngọn ăn. Nam bà dù có thể dùng cho các cha đứa chiều không cấp nghèo cháu trăng quá hay hay quá cấm bạn đâu bạn anh buồn thật là buồn đúng không? Tiếp tiếp cái gì vậy? Yêu cơ làm trời ơi liên khúc luôn rồi liên khúc dòng cổ có dòng cổ. Ừ. Hỏi phải như có ác không? Ác tặng cho em lại chứ. Ừ. Em ơi, em hụt có hụt có bạn này không? Khóc lại cho âm được bạn đi. Ừ, đúng rồi. Em chưa. Có hụt hả? Để bữa nào anh qua đi rồi em hát cho anh bài nha. Bữa nay nè, tặng cho em luôn nè. Tặng cho anh một bài đi. Ừ. Bài mình yêu thích đi ha. Ừ, đúng rồi. Anh có tặng cho anh đi. Em có hụt. Em quên lời. Dạ. Ca đi anh làm cho mà nhắc. Anh ca cho em nghe bài nè. Ừ. Các bài nữa. Bài nữa. Có ra bài dòng cổ đó. Bài gì? Trong của đời anh đó. Tim của em không thể nào quên một người cho đâu biết em sẽ không quay về nhớ. Nhưng mà sao anh vinh, nhưng mà anh chẳng hôn chết. Bao nhiêu dấu mối tình đầu sao em. Mơ ngày xưa đôi ta sánh bước bước ngầu trên đường về. Ôi trời ơi, quá hay thiệt rồi. Hay quá. Đời này anh mạnh hơn anh rồi. Nào người có hai chữ mạnh người nào. Mỗi tình này anh trao ấm anh về nơi chứng nào. Đừng khoa mình lời đồn chào, trái chữ mạnh dạy hảo. Cơ đời em mê anh phải làm cao. Ngày kia đã yêu nhầm. Người bước như cũng trong em hầm. Có lẽ rằng từ đây nơi xa chương mạnh sẽ lành cam. Em đến người là khuyên thành. Gió mới cho đời anh. Giờ đầm đầu nó mới cho tình anh. Quá hay. Mười điểm rồi. Em gái khen mười điểm luôn kìa. Quá dữ luôn. Sao nắm tay bạn gái thì sao? Nắm tay bạn gái thì sao? Cái tay bạn gái thấy thì sao? Hả? Cái tay bạn gái thấy thì sao? Im không? Im hả? Có cảm giác như thế nào? Hay quá lắm ơi. Anh ừ. Em, anh ở dưới đó là anh sáng bữa nào cũng được cà phê với anh tao ấy cho sáng là sáng anh ăn cơm trường rồi xong anh đi uống cà phê về bán số anh biết chạy cho đạp luôn á chạy cho đạp không có điện ơi chạy cho đạp không à. Chạy cho đạp không xong nữa không biết chạy cho 50 tại anh mà biết chạy cho 50 giờ cái là anh dọn qua tới nào được rồi anh chẳng được chơi luôn rồi để từ từ mấy ông này tập cho anh chạy là anh dưới anh đi lượm chị kêu mấy chú này tập đi rồi chạy qua nha tập trước hả ừ không biết mẹ cho không á tới giờ hỏi mẹ không tới mẹ cho thì không mẹ ơi hỏi mẹ mới được hả sao chơi mà chơi hỏi mẹ tao chơi tao mình tự làm đi sao hỏi mẹ được chơi thì tự bản thân mình tập luôn hả
kêu mấy chú này tập dầm rồi mình chạy luôn. Vậy mẹ em khen hay đó. Ê, chú mới làm mình tập thì chạy luôn. Ừ. Ok em. Anh tập được, anh trốn là anh chở em đi chơi. Ừ. Là ma móc là trốn là anh đi, anh dẫn đi Hà Tư nào. Đu. Ờ. Chạm cái chơi nào. À. Nước cắm, nước xanh nào. Ừ. Chụp hình rồi luôn. Dữ. Đi làm gì nó cắm nữa, tôi du lịch trời. Ừ. Anh dẫn đưa ngồi trong bình giường luôn. Ừ. Đu. Anh biết Khương Dừa không? Đủ. Khương Dừa là cái anh mà chủ ngồi trong bình giường đó. Đó. Trời. Anh dẫn em đi làm ca sĩ giúp với anh luôn. À. Em. Ok. Rồi em anh nói em nghe nè, em ăn, anh ăn cái gì đó rồi là em ăn cái đó. Rồi. Ừ. Em ăn gì cũng đứng chân. Ok. Em dễ ăn dữ vậy. Có cơm ăn cơm. Ừ. Có cơm ăn cơm. Ừ. Trời, quen nghèo mà cho cá, con cá. Lộn lộn. Có cơm ăn cơm, có cá ăn cá. Ê, ừ. Đúng rồi. Lộn lộn. Trời ơi. Hai tầng mà ngăn ký. À, à, anh ơi. Gì? Mà em ơi. Mà năm nay á, bây giờ em cũng lớn rồi đó nè. Dạ. Chứ không phải nhỏ à. Ừ. Để em vừa hỏi mẹ em coi được chịu không, miễn chịu thì đáp vô. Đáp vô. Có gì có nợ thì hỏi mình sắp. Ừ, hay đó. Mà bây giờ hỏi thiệt nè, chịu Quỳnh Như không? Hả? Chịu Quỳnh Như không? Chịu. Ừ. Hỏi như chịu làm không? Dạ chịu. Dạ. Hỏi học không? Bây giờ đâu đứng lên coi, đứng lên coi. Đứa đứng coi. Bằng nhau không? Hai đứa đứng coi. Trời ơi vừa hết. Cao ha, làm cao hơn chút là vừa luôn ha. Dạ. Cao chút mà có bằng chút nữa mới được. Sao mà ngồi trời đưa cô gái gì mà mặc áo kìa. Hả? Trời ơi, ta mặc áo ăn ta đi đồ vô lịch sự. Sao bạn đồ gì không giống thử đây. Ê. Nước ngoài rồi, nước ngoài về. Bữa nào mua cho em bộ nha. Hả? Bữa nào mua cho em bộ nha. Ok thôi. Mà giống y gan vậy luôn đó. Mua đồ cho mọc. Ừ. Mà giống y thịt vậy luôn nha. Ok. Không ơi, bây giờ anh hỏi nào. Tôi có đồ, tôi có người lợi, người mẫu lắm. Em thích mẫu nào, em mua mẫu đó. Ừ. Mẫu giống anh nè. Ok. Mua phải giống thì trời, để mua người khác bạo cũng bạn đó. Ok. Làm gì vậy? Làm gì xăng xăng lên vậy? Dạ nóng chứ có được không? Mẹ tay tao chân nắng không? Có đen đâu đây. Ờ. Đàn ông tay tao phải đen rồi. Mạnh mẽ mà. Mày thơ coi. Lấy lòng coi, làm thơ, lấy lòng bạn gái coi. Làm thơ, làm luôn. Da em đen, da em đen đó. Dạ, anh làm thơ này hay lắm. Gì là? Ờ, gì là? Cập tâm hả gì là? Kiều, da đứng ở sau. Ừ. Thấy đầu đang đứng. Cắm theo trong à. Người kia mơ đó chừng kìm đi thôi. Nói từ từ coi. Anh đây chẳng biết làm thơ. Ừ. Nói qua đây nè. Ê, đúng rồi. Đúng rồi. Anh đây chẳng biết làm thơ. Nên anh chỉ muốn ý rồi là vì do anh đó. Cái gì? Nói gì vậy? Do chúa cả ta trắng trạo trên bời tinh ngã. Bảo của giá năm chưa chẳng thánh giá hồi chào. Ôi sao mà chào tôi chân chạy. Có anh ba hơn giống thiệt. Năm dân thì hơn năm chưa mở được hương chung. Thằng ta có anh đất vùng. Hãy kiếm mà không. Nói chừng chừng không phải. Nói anh có trời. Nó lớn rồi một năm nay. Mà anh đã bắn chiếc đai hơn trăm hầm. Đại trường khác rồi không? Đó. Đạm ơi, hỏi em ở nhà đâu ạ? À? Ừ. Ở nhà đâu rồi? Lại nhà đâu? Nhà ấm bằng kia kìa. Rồi nắm tay lên đắt anh lại là em cho anh xem. Đâu, sao đòi nắm tay cho con ta hoài vậy? Bắn quên phải nắm tay cơ. Rồi đây ok. Đi rồi. Anh chơi đi em chơi.